Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Cây Cảnh Mini. Và hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2021. Thì hôm nay con xin lên với tất cả cô chú anh chị đó là 8 cặp hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Đó, 8 cặp hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai này thì con giao lưu một cặp là giá 250.000, con bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị ơi. Đó, bao phí vận chuyển bao sống ha. Đó, một cặp chỉ 250k thôi. Rồi đây là cặp đầu tiên, mã số là 41 nha cô chú anh chị. Đây, con xin lấy cái giấy bút lông con so sánh nha. Đa số là nó nhỏ hơn cái đầu nhỏ này giấy bút lông nha cô chú anh chị, nó cỡ ngón tay út con ha. Đó. Rồi, cây đầu cặp đầu tiên. Đó. Rồi cặp này có mã số là 41 nha cô chú anh chị ơi. Ừ. Cặp có mã số 41. 250k bao ship. Tiếp theo là cặp 42. Cặp 42 nha cô chú anh chị. Ừ. Cỡ đầu nhỏ bút lông ha. Đây. Đó. Rồi cặp 42 này là giá 250k nha cô chú anh chị. Đó. Tiếp theo cặp 43. Đó. Rồi, cặp 43 nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo cặp 44. Cặp 44 này có con cây này đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rất là ngoằn ngoèo quái ha. Đó. Rồi cặp này là cặp 44 nha cô chú anh chị ơi. 44. Rất là quái, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Cặp 45. 250k một cặp nha cô chú anh chị ơi. Đó. Đây. Rất là đẹp ha. Cặp này 45 nha cô chú anh chị, mã số 45, 250k. Tiếp theo cặp 46. Đó, cặp 46 này cũng 250k luôn nha cô chú anh chị, bao ship. Tiếp theo cặp 47. Rồi cặp 47 này 250k bao ship nha cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo cặp 48 cuối clip nha cô chú anh chị. Đó, 48 giá cũng 250k luôn. Rồi cô chú anh chị có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại là 0387849762 gặp mẫn nha cô chú anh chị. Những em hồng ngọc mai này rất là ok ha. Nói chung là tương đối ổn. Đó, giá 250 bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại là 0387849762 nha. Rồi con xin tạm dừng video tới đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem. Và cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con trong thời gian qua.